Nội thất Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay Sử Bình đi giao cho khách bộ salon gỗ gõ tay 12 mẫu Tần Kỳ Hoàng với chất liệu là gỗ gõ 100% nha các bạn. Đây, đây là chiếc ghế con của nó. Đó, đằng sau của mình cũng là chiếc ghế con nữa ha. Còn còn bên mình cam kết với chất liệu là gỗ gõ 100% nha các bạn, không có pha tạp. Đó, bên mình sử dụng công nghệ sơn và bóng của hãng sơn O7 nhé. Đó, các đường nét sơn của mình là rất là căng mịn. Đây là chiếc bàn của nó. Kích thước bàn là 1m4 x 70. Đó, mình quay lại ghế các bạn coi xem. Rồi, giá sửa bên mình của bộ này là 28 triệu nha các bạn. Cắt tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi 40 km cho các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.